Ok, bây giờ anh em có thể thấy là chúng ta không còn một cái áp giác nào nữa, không còn tiếng Hàn Quốc ở đây nữa. Chào anh em, trên tay mình đây là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Và đây là phiên bản đến từ thị trường Hàn Quốc với chip Snapdragon 865 Plus 12GB và 256 bộ nhớ trong. Chiếc điện thoại này thì nói chung về cấu hình thì rất tuyệt vời. Tuy nhiên là có một vấn đề, đó là máy nhà mạng Hàn Quốc. Do đó khi khởi động lên nó sẽ có logo nhà mạng này. Và đồng thời là trong quá trình chúng ta sử dụng thì ở cái Trung Quốc nó sẽ có rất nhiều cái phần mềm rác của nhà mạng có tiếng Hàn mà gần như là chúng ta không bao giờ chúng ta sờ đến. Cũng như là những cái app rác này thì nó sẽ chạy ngầm, gây ra tốn pin, tốn dung lượng. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể xóa hết tất cả app rác của nhà mạng cũng như là xóa cả phần logo khởi động của nhà mạng luôn. Thì cơ bản là cách này thì chúng ta sẽ hạ cấp của Android 12 về Android 10. Đấy, anh em thấy đây, nó đang chạy Android 12 thì chúng ta sẽ hạ cấp về Android 10, sau đó bấm cái mã lệnh ở trên bàn phím điện thoại để chúng ta tiến hành lại convert, chuyển đổi cái máy này từ bản nhà mạng thành cái bản thương mại. Thì quá trình này sẽ yêu cầu chúng ta phải up lại ROM. Trước tiên thì anh em sẽ vào cái phần thông tin điện thoại, thông tin phần mềm, tích vào cái chỗ số hiệu bạn tạo này, nó 7 lần để chúng ta bật chế độ phát triển lên. Sau đó chúng ta quay lại chế độ phát triển và bật cho mình cái chế độ là gỡ lỗi USB lên. Ok, quá trình này rất là đơn giản thôi. Đó, sau đó anh em sẽ tắt nguồn điện thoại. Và các bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác trên máy tính thôi. Anh em chuẩn bị cho mình một cái sợi dây cáp thật là tốt nhé, phải cáp zin của máy ấy, tốt nhất là cáp zin, có thể là đầu USB nếu anh em dùng máy tính đời cũ, còn như mình là dùng laptop có đầu Type-C nên mình sẽ dùng cái cáp này luôn để chúng ta upload. Và đây là hai thứ trên máy tính mà mình đã tải sẵn, đó là phần mềm Odin để up ROM cũng như là ROM Android 10. Bây giờ thì mình sẽ bật phần mềm Odin lên. Link ROM thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé, anh em tải về. Và sau đó là chúng ta sẽ add từng file một vào. Đầu tiên là file add tên, đây là file BL. Anh em nhớ phải chọn đúng nhé, file BL này. Sau đó đến file AP. Đó, đến file CP. Và cuối cùng là file CSC. Ok, sau đó là anh em sẽ cắm cáp. Anh em bấm cùng lúc hai nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Sau đó đến lúc này có những tính là anh bấm tăng âm lượng. Bây giờ thì chúng ta đã thành công vào chế độ download mode. Ok, cáp đã cắm từ điện thoại và máy tính nối với nhau. Và đồng thời trên máy tính chúng ta thấy xuất hiện là COM 10. Như vậy là đã kết nối thành công. Thì còn lại là anh em sẽ bấm vào nút Start ở trên máy tính và chờ đợi chiếc điện thoại của chúng ta sẽ được upload trở lại Android 10. Trong quá trình up ROM thì anh em tuyệt đối không để phát sinh lỗi. Tốt nhất là chúng ta hãy up ROM ở trên laptop, tránh trường hợp up ROM trên máy tính để bàn thì khi mất điện sẽ gây ra break máy. Sau khi mà chạy xong thì máy sẽ tự động khởi động lên. Đến bước này thì anh em hoàn toàn có thể boot cap được rồi. Sau khi mà chúng ta khởi động lại điện thoại xong thì cứ đặt như bình thường. Lúc này chúng ta sẽ đi nhanh thôi. Rồi, thế là chúng ta cơ bản đã xong, thì còn một bước nữa thôi. Ta sẽ vào kiểm tra xem điện thoại đã trở về Android 10 chưa. Rồi,
ta đã trở về N10 Quan Y 2.5. Anh em hãy vào cửa hàng Play và tìm cho mình từ khóa đó là Phone by Google nhé. Đây, đừng ứng dụng điện thoại bởi Google LRC này nhé, anh em tải về và cài đặt cho mình. Ok, sau khi cài đặt xong thì anh em sẽ mở phần mềm này ra và đặt nó làm mặc định nhé. Chọn điện thoại, đặt làm mặc định. Sau đó tại đây anh em sẽ bấm cho mình cái mã là Sao Thăng 27 26 28 26, Thăng Sao. Tại đây thì chúng ta sẽ chọn vào KOO Single. Sau đó anh em nhấn Install và chọn OK. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi chiếc điện thoại khởi động lại là nó sẽ trở thành phiên bản thương mại quốc tế, không còn logo nhà mạng cũng như là không hề còn một chiếc AirDrop nào cả. OK, sau khi máy khởi động lại một lần cuối cùng này nữa thì chúng ta sẽ tiến hành thiết đặt và sử dụng như bình thường. Và lần này chúng ta sẽ thiết đặt nó một cách chi tiết hơn. OK, bây giờ anh em có thể thấy là chúng ta không còn một cái app giác nào nữa, không còn tiếng Hàn Quốc ở đây nữa. Máy của chúng ta sẽ không có những cái ứng dụng chạy ngầm gây tốn pin. Đó, cũng như là cái vấn đề mà cập nhật phần mềm thì chúng ta hoàn toàn có thể cập nhật qua OTA hết sức bình thường nha anh em. Đó, mình sẽ thử cập nhật phần mềm này. Anh em cứ cập nhật từ từ và có thể lên đến Android 13 phiên bản One UI 5.0 hiện tại rồi. Vậy là trải qua một vài bước đơn giản thì chúng ta đã có thể convert chiếc máy nội địa Hàn Quốc của nhà mạng Hàn Quốc thành một chiếc máy như là máy quốc tế luôn. Anh em có thể thấy các bước làm cũng hết sức đơn giản. Anh em chỉ cần xem kỹ lại video của mình và làm theo từng bước một. Nếu anh em thấy video này hữu ích và thành công trong cái việc mà chuyển đổi từ máy nhà mạng thành máy quốc tế thì đừng quên là cho mình một like, một việc đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Anh em luôn vui vẻ khi chơi điện thoại sách tay. Mình là Vượng Tân Thiện. Peace.